Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Thư Viện Sen trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu hoàn thành cho bức tranh về hình ảnh một chiếc xe đang đi ở trên đường ray, và chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh này của mình nhé các bạn. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh dương tô màu phần đằng trước của chiếc xe trước. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh hình ảnh về một cuốn hoa tulip của vườn những con ong của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Phần mặt trước của chiếc xe mình sẽ tô màu cam nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn. Có thể thấy được trên tay của mình là bức tranh hình ảnh về một cuốn hoa tulip rất là xinh này, đã được hoàn thành bởi đã có là màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái màu kết hợp màu của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh về vườn hoa tulip này nha. Khi xong mình sẽ kết thúc rồi nhé. Phần phía bên đằng sau mình sẽ tô màu tím nha. Bên đằng sau chiếc xe này mình sẽ tô màu tím. Tiếp theo phần đường ray bên dưới mình sẽ tô màu xanh lá nhé. Mình sẽ tôi làm cho hết phần 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 này. Có màu sắc đó là màu xanh lá cây. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái màu xanh nhóm chuối để tô thêm phần phần thân lá này nữa. Tiếp theo mình sẽ tô bằng màu đỏ nha.
Và phần bánh xe thì mình sẽ dùng đến màu nâu để tô màu nha. Mình dùng màu nâu tô màu phần bánh xe. Và video mà mình hướng dẫn cho các bạn cách tô màu nhảy một chiếc xe đi đường ray của mình đã hoàn thành xong. Đấy, bức tranh sau khi đã được mình tô màu. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tô màu tiếp theo nhé. Và hãy nhớ luôn ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn like, share và subscribe để theo dõi thêm nhiều video nữa nhé. Cảm ơn mọi người.